Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là LMB đây. Như các bạn biết thì con lens Sigma 16mm f1.4 này ra đời cuối năm 2017 với bao nhiêu kỳ vọng. Người ta đã nói về nó rất nhiều từ trước khi nó ra đời, và kể cả đến sau khi nó ra đời thì người ta vẫn tiếp tục nói về nó. Và hôm nay mình sẽ review khá chi tiết về con lens này cùng với một số đoạn video mình đã thực hiện bằng nó. Với người dùng Sony thì con lens Sigma 16mm f1.4 này được mệnh danh là sát thủ bóng đêm, hay là con lens tuyệt vời nhất từng được review cho dòng Sony Ngàm Crop. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh của con lens này thì nó còn một vài điểm yếu nữa mà chúng ta cần phải cân nhắc trước khi mua. Và trước khi vào review chi tiết con lens này thì mình mời các bạn xem một đoạn video mình thực hiện bằng con lens này trên body của Sony A6300 nhé. Hy vọng là các bạn thích cái đoạn video vừa rồi. Hầu hết các phân cảnh trong video đó đều được quay trong tình trạng thiếu sáng. Và những cái địa điểm thiếu sáng ở trong nhà hoặc ở trong rừng không thể thích hợp hơn để chúng ta thực hiện quay bằng những con lens có khẩu lớn như thế này. Điều mà những con lens khẩu to như 18-105 f/4 hoặc là con dài 16-70 f/4 không thể làm được. Đầu tiên thì con lens có độ dài vừa phải đối với mình, và nó nằm trong bộ ba Sigma 16-30-55. Trong ba con lens này, bộ ba này thì nó là con lens có khối lượng nặng nhất. Tuy nhiên so với con lens 18-105 f/4 ấy thì nó nhẹ hơn. Về ngoại hình của lens thì làm bằng kim loại, và chỉ có cái phần viền bao cái mặt kính nhựa phía bên ngoài cùng của nó thì làm bằng nhựa thôi. Tuy nhiên chất lượng nhựa của nó khá là cao cấp. Khi sờ vào bạn có thể cảm thấy cái độ mịn của nó. Cái vòng lấy nét của nó khi xoay cảm giác rất là mềm và mượt. Người ta cũng đánh giá rất cao cái vòng lấy nét này vì cái chất lượng cao su của nó. Tuy nhiên đối với mình thì nó hơi nhạy một chút. Có nghĩa là khi chúng ta lấy nét trong quá trình thực chiến, khi chúng ta quá trình quay trực tiếp ấy, thì lấy nét nó sẽ hơi mượt một chút, hơi nhạy quá. Vậy cho nên khi các bạn sử dụng cái lens này, các bạn nhớ chỉ xoay với một lực nhẹ thôi. Có một đặc điểm về ngoại hình của con lens này mà mọi người ít để ý. Ở phía chân lens có một nửa làm bằng những cái gờ rãnh như thế này. Lắp gen vào hoặc là tháo gen ra khỏi body nó rất là dễ, bởi vì nó có cái phần này ma sát rất là lớn. Đặc tính thứ hai ăn tiền của con lens này về mặt ngoại hình ấy là khả năng chống nước nhẹ, chống độ ẩm xâm nhập. Mình thì thường có thói quen là sau khi sử dụng xong lens mình sẽ đưa vào tủ chống ẩm để bảo quản. Tuy nhiên với những chuyến đi dài và những nơi có địa hình ẩm thấp thì không thể nào mà biết trước được. Và con lens này đã nhanh chóng vào danh sách những con lens ưa thích của mình khi đi du lịch dài ngày nhờ cái khả năng chống nước nhẹ và khả năng chống ẩm nó. Chúng ta sẽ đi vào những cái đặc điểm chính về chất lượng hình ảnh của nó nhé. Độ nét và khả năng lấy nét.
Khỏi phải nói thì con lens này có độ nét rất là cao, nó nét hơn hẳn con lens 18-105f4 và nó thuộc vào hàng một trong những con lens nét nhất thế giới ấy. Tuy nhiên trong quá trình lấy nét mình trải nghiệm ấy, mình phát hiện ra là ở những cái khẩu cực đại, ví dụ như khẩu 1.4 hoặc là 1.7, nó xảy ra cái hiện tượng hunting khi lấy nét. Nếu các bạn không biết thuật ngữ hunting thì hunting là một hiện tượng trong quá trình lens lấy nét, nó sẽ không giữ nguyên vùng nét ở một điểm, thay vào đó nó sẽ di chuyển loạn lên ở những cái vùng lấy nét xung quanh. Cái độ lấy nét của nó không ổn định giống như lens Sony. Như lens Sony nó sẽ hiểu được cái ý định của chúng ta quay tập trung vào cái gì và nó sẽ lấy nét ở đó rất là lâu, chứ nó không hunting, nó không lấy nét ở những vùng xung quanh, sẽ làm hỏng một shot quay của chúng ta. Mình có lời khuyên khi sử dụng lens này, các bạn nên để khẩu của nó từ 2.0 trở lên thì cái hiện tượng hunting này nó sẽ giảm đi, thay bằng cái việc sử dụng những cái khẩu cực đại, ví dụ như 1.4 hoặc là 1.7. Đó là nó chỉ hunting khi mà chúng ta quay sản phẩm thôi nhá. Tuy nhiên khi quay mẫu hoặc là quay vlog dạng như thế này này thì nó lấy nét ở khuôn mặt rất là tốt, nó nhận diện khuôn mặt và nó lấy nét tập trung vào khuôn mặt rất là tốt, và nó rất hiếm khi xảy ra cái hiện tượng hunting. Điểm mạnh thứ hai của con lens này là khẩu của nó rất là lớn, khẩu cực đại của nó có thể mở ra là 1.4. Hiếm có một con lens tiêu cự rộng nào 16mm mà lại có một cái khẩu lớn như vậy. Với những cái tình huống chụp trong nhà thì mình không nói bạn có thể sử dụng bất cứ con lens nào, bởi vì bạn có thể dùng đèn flash để trợ giúp khi chụp ảnh nhé. Nhưng khi quay cơ động không được chuẩn bị đèn trợ sáng ấy thì con lens này sẽ là một giải pháp rất là hiệu quả khi quay trong nhà hoặc là khi quay trong những cái điều kiện thiếu sáng. Điểm mạnh thứ ba của con lens này ấy, Sigma 16mm f1.4 này sử dụng ổn trên body full frame, mặc dù nó là lens crop nhé. Lắp vào những cái máy mà body full frame, ví dụ như A73 thì nó sẽ chuyển thành tiêu cự 24mm. Nghĩa là khi sử dụng con lens này, các bạn đang sử dụng những cái máy crop, ví dụ như A6000 cho đến A6005, A6006 ấy, mà các bạn muốn nâng cấp body máy lên A73 chẳng hạn, full frame không? Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiếp cái con lens này. Mình khuyến cáo nhá, nếu mà chụp ảnh bằng con lens này ấy, bằng những cái máy body full frame thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ giảm đi, vì nó bị crop lại mà, nên là độ phân giải nó cũng bị giảm theo. Tuy nhiên khi quay video sử dụng nó trên body A73, chất lượng video rất là ổn để bạn sử dụng. Điểm mạnh thứ ba của con lens này, nó có thể lấy nét ở khoảng cách rất là gần, thế nên chúng ta có thể sử dụng con lens này để quay một số shot dạng như kiểu macro nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào một vài điểm yếu của nó nhé. Thứ nhất, không có khả năng chống rung. Với những bạn hay chụp thì điều này không quan trọng lắm, nhưng với những người quay nhiều thì lens không có chống rung nó là một cái điểm trừ. Và nếu bạn sở hữu những cái máy có body chống rung, ví dụ như A6005, A6006 hoặc là A73, thì bạn hoàn toàn có thể quay tay một số shot ở gần hoặc là một số shot không cần phải di chuyển quá nhiều nhé. Nhưng nếu bạn đang sử dụng những cái máy ví dụ như A6000, A6003, A6004 thì chúng ta nên kết hợp nó với một con gimbal để cho những shot quay được hoàn hảo hơn, với những shot quay dài hoặc là những cái dự án cần phải chạy cả ngày. Điểm yếu thứ hai thì mình đã đề cập ở trên rồi, bị hunting khi lấy nét khi để khẩu cực đại 1.4 đến 1.7. Với mình ấy, thì khi để những khẩu đấy để quay những điều kiện cực kỳ thiếu sáng ấy, thì mình thường tắt cái chế độ lấy nét tự động đi, thay vào đó mình sử dụng cái vòng focus này để lấy nét bằng tay. Sau đây là kết luận của mình về cái con lens thuộc cái hàng nét nhất thế giới này. Sigma 16mm f1.4 trang bị khả năng chống nước nhẹ, chống ẩm, độ nét rất cao, lấy nét nhanh không thua gì lens Sony chính hãng. Khẩu mở tới 1.4 khiến việc quay trong điều kiện thiếu sáng trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và nó là một con lens bạn có thể sử dụng lâu dài, kể cả khi bạn nâng cấp body máy từ crop lên full frame. Những nhược điểm của em nó là không có khả năng chống rung và bị hiện tượng hunting ở khẩu 1.4 và 1.7. Với những nhiếp ảnh gia, những anh em hay chụp ảnh thì con lens này rất là tốt về độ nét cũng như là về cái giải tiêu cự vàng của nó là tiêu cự 16mm. Chúng ta có thể làm được rất nhiều với cái tiêu cự này. Và với một độ nét cao như thế, khi chụp ảnh chúng ta hoàn toàn có thể crop, chúng ta có thể phóng to mức độ nào đấy mà không bị vỡ khung hình nhé. Sau khi sử dụng con lens này một thời gian, nó nhanh chóng nằm trong danh sách con lens ưa thích của mình. Nhất là dạo này mình hay quay nhiều cái project ở trong nhà và trong rừng, trong điều kiện thiếu sáng. Trên đây là những cái đánh giá của mình về con lens Sigma 16mm f1.4 sau một thời gian sử dụng. Và mình đã thực hiện khá là nhiều job với con lens này. Những cái trải nghiệm của mình thì khá là đầy đủ trong khá là nhiều tình huống với nó. Mình có một kỷ niệm là khi mình đi Quy Nhơn, mình chụp và quay những cái shot ở bên bãi biển, và lúc đấy có một con sóng rất là lớn đến và con lens này nó bị ướt, nó bị sóng biển nó té vào chân mình, sau đó nước nó bắn con lens này. Nhưng sau đó mình về khách sạn và vệ sinh qua thì sau đấy không có hiện tượng gì xảy ra. Mình mới thấy là khi đi du lịch, những cái con lens có khả năng chống nước nhẹ như thế này nó khá là hữu ích cho chúng ta, và chúng ta sẽ giảm thiểu được cái nỗi lo nước xâm nhập ở bên trong gây nên hiện tượng ẩm mốc ở bên trong lens. Với mình thì đây là một con lens rất đáng giá với số tiền bỏ ra. Thế còn các bạn có câu hỏi nào về chiếc lens này không?
Hãy để lại ở phần comment bên dưới nhé. Mình sẽ rất vui lòng để cùng được thảo luận và trả lời những câu hỏi đó. Bạn có thể xem thêm review lens ở trên này nhé. Và nếu bạn là một người thích quay phim, thích dựng phim, quảng cáo phim về du lịch, trải nghiệm thì hãy đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nút chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ cái video nào của mình khi mình xuất bản nhé. Mình là LMB, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.